Tán mạn về lòng mẹ được đánh thức nơi Kim Ngân. Câu chuyện được coi là hot lúc này trên cộng đồng mạng hải ngoại là câu chuyện về chị Kim Ngân, ca sĩ nổi tiếng một thời ở Mỹ, đã trải qua 30 năm sống ngoài đường, ngày lang thang phố chợ, đêm ngõ vắng vật vờ. Chị sống ngoài đường không phải vì cô thân hay thiếu điều kiện vật chất, nhưng do căn bệnh tâm thần sau nhiều khủng hoảng vượt quá sức người có hạn. Thực ra nhiều người trong vùng biết chị và cách này cách khác đã giúp đỡ chị, nhưng chưa người nào đã thành công thuyết phục chị bỏ thói quen ngủ ngoài đường. Cho đến những tháng gần đây, khi nữ danh hài Thúy Nga với tâm đức duyên lành đã kéo chị ra khỏi cảnh sống bụi đời và giúp chị từng bước trở lại đời sống bình thường. Những câu chuyện về chị thì nhiều lắm, chẳng hạn như sắc đẹp và tiếng hát tuyệt vời, cùng với nét dễ thương, cung cách đơn sơ nhưng lịch lãm quý phái, ảnh hưởng văn hóa Âu Châu. Ở đây người viết chỉ xin ghi nhận câu chuyện khao khát được trở lại làm mẹ của chị. Theo dõi những YouTube sinh hoạt của chị và danh hài Thúy Nga, người xem không thể phủ nhận tấm lòng và nỗ lực đáng khâm phục của chị Thúy Nga và gia đình. Sở dĩ gia đình gắn liền với tên chị Thúy Nga vì để làm được công việc đồng hành đòi rất nhiều thời giờ này, chị Thúy Nga đã phải cần đến sự đóng góp hy sinh không nhỏ của chính con gái và mẹ già của mình. Bên cạnh những hy sinh không thể định lượng, phải kể đến sự kiên nhẫn và kỹ năng đồng hành rất đáng nể của chị Thúy Nga. Thực vậy, nếu không có tấm lòng, không ai dám liều mạng dấn thân vào công việc tuy tốt đẹp và dày công đức, nhưng vô cùng khó khăn, vô số rủi ro từ nhiều phía. Chỉ nghĩ đến những khó khăn về phía chị Kim Ngân thôi cũng đã đủ rùng mình ngao ngán, chưa cần bàn đến những thị phi ganh ghét của những người ăn không ngồi rồi, rỗi miệng bới móc chuyện thiên hạ. Nhưng ở đây, ngoài tấm lòng, chị Thúy Nga còn có khả năng đánh thức tấm lòng từ lâu quên ngày tháng ngủ vùi vì cơn bệnh của Kim Ngân. Tấm lòng đó chính là tấm lòng của người mẹ. Quan sát những buổi đi đón con của chị Thúy Nga có Kim Ngân cùng đi, khán giả nhận ra đôi mắt của Kim Ngân như xa xăm hơn mỗi khi con gái nhỏ của chị Thúy Nga bước vào xe. Đặc biệt, nét mặt Kim Ngân như trầm tư hơn khi hai mẹ con Thúy Nga trò chuyện. Những lúc ấy, Kim Ngân yên lặng, cái yên lặng đau đớn của người đang nhớ về một thời làm mẹ. Kim Ngân lặng lẽ, cái lặng lẽ bình an hồi tưởng thời từng đưa đón con. Kim Ngân đăm chiêu, cái đăm chiêu của nỗi nhớ đang gọi về hình ảnh của kỷ niệm làm mẹ. Kim Ngân đằm thắm, cái đằm thắm cố hữu của tình mẹ đang nhẹ nhàng trở về từ rất xa xôi trong ký ức. Cả một trời yêu thương bị mây mù che phủ từ rất lâu, nay được hé lộ, đưa Kim Ngân dần trở lại dòng sông êm ả của tiếng hát đong đưa ru con ngủ ngày xưa. Và tôi khám phá khả năng tuyệt vời của chị Thúy Nga khi đưa được Kim Ngân từng bước trở lại bầu khí ấm áp của gia đình. Bởi chỉ trong gia đình, tấm lòng người mẹ nhiều năm tưởng đã chết vì đau bệnh mới có cơ may sống lại. Bằng chứng là sau nhiều lần cùng chị Thúy Nga đi đón cháu, Kim Ngân đã bình tĩnh hơn, dịu dàng hơn và dường như đã dần nhớ lại một thời từng làm mẹ. Và điểm thiêng của lòng mẹ, dấu lạ của tình mẹ, phép lạ của trái tim mẹ đã được thực hiện tỏ tường khi Kim Ngân ngỏ lời xin phép cô Huyền, chủ nhà, cho vợ chồng con gái của cô gọi mình là má Ngân. Thế là từ hôm ấy, khao khát được trở lại đời làm mẹ của Kim Ngân đã được thực hiện khi có hai người gọi mình bằng má và mình được gọi hai người ấy là con. Chính hạnh phúc được trở lại đời làm mẹ đã làm cho Kim Ngân tỉnh táo quân bình hơn và như một phép lạ,
tình mẹ đang đưa Kim Ngân từ cõi chết bước vào cõi sống. Kim Ngân đang bước từ cõi chết vào cõi sống. Vì tấm lòng người mẹ trong Kim Ngân được phục sinh, hòn đá che khuất lòng mẹ trong Kim Ngân đã bị đẩy qua một bên. Nhờ tình yêu chia sẻ, tình yêu đồng hành, tình yêu nâng đỡ, tình yêu che chở, tình yêu làm cho hồi sinh hồi sức của Thúy Nga, mẹ con cô Huyền và rất nhiều người khác. Chính những tấm lòng nhân ái quảng đại của những con người phi thường trong những công việc bình thường, những trái tim cao thượng trong những chuyện của đời thường, đã cứu Kim Ngân ra khỏi cơn đau cuộc sống, khỏi cơn mê cuộc đời. Để từ nay, Kim Ngân không còn ngại đi tắm, không còn nổi điên khi ai đó vô ý chạm vào đầu mình, không còn lẩn trốn tránh né người khác để chỉ muốn cô đơn cô quạnh, lủi thủi một mình ở cuối đường góc phố. Nhìn Kim Ngân ngọt ngào gọi chị Thúy Nga làm má, ngọt lịm kêu hai con của cô Huyền là con, ai cũng dạt dào xúc động. Xúc động vì vui niềm vui của những con người có tấm lòng người mẹ, đã yêu thương gánh vác đau khổ của người mẹ khổ đau, bất hạnh. Có con nhưng phải xa con, làm mẹ nhưng không được ở gần con, chăm sóc con và được con phụng dưỡng. Xúc động vì thương hoàn cảnh đáng thương của người mẹ vừa ra khỏi cơn mê, không biết mình là mẹ. Nhờ tình thương của những người làm mẹ, với trái tim đích thực của tình mẹ, đã chung tay vực dậy một người mẹ bị vùi dập tơi tả, đang khổ đau khắc khoải chết từng ngày. Xúc động vì hy vọng đã lóe sáng ở cuối đường hầm khổ ải, trên thân xác mỗi ngày mỗi bớt điều tụy, khô héo, cằn cỗi xác xơ của người mẹ một thời đã làm mẹ hạnh phúc. Nhờ tình mẹ biết cảm thông thương xót của những người mẹ đồng hương, đã dám yêu thương bằng hành động, đã dám hành động vì yêu thương. Chung niềm vui sống lại của tình mẹ trong trái tim của Kim Ngân, cũng như hạnh phúc làm cho sống lại tình mẹ của người mẹ bất hạnh Kim Ngân trong tâm hồn những người mẹ như Thúy Nga, cô Huyền. Người viết xin cùng với ngàn hoa tháng năm là tháng của tình mẹ gửi đến chị Kim Ngân và tất cả những tấm lòng người mẹ tâm tình ngưỡng mộ yêu mến. Xin ơn trên trả công bồi hậu cho quý vị và thương xót tất cả những người mẹ đang ở vào hoàn cảnh đáng thương cần được chia sẻ nâng đỡ. Dòng sông trôi hiền hòa theo cánh én bay la đà, và trên cao ngàn gió vẫy mây như du mùa trong khúc ca yên bình. Gió bay đi muôn phương mang lời hát theo bao yêu thương nơi tình quê thiết tha, tình quê ấm êm để xoa dịu bão giông đời. Đời mênh mông hiền hòa theo bao trái tim thật thà, và khi bao lần mưa gió qua như soi sâu chân lý nơi tim người. Gió bay đi muôn phương mang lời hát theo bao yêu thương nơi tình quê thiết tha, tình quê ấm êm để xoa dịu bão giông đời. Hiền hòa theo cánh én bay la đà, và trên cao ngàn gió vẫy mây như du mùa trong khúc ca yên bình. Gió bay đi muôn phương mang lời hát theo bao yêu thương nơi tình quê thiết
mênh mông hiền hòa theo bao trái tim thật thà. Và khi bao lần mưa gió qua như soi sâu chân lý nơi tim người, gió bay đi muôn phương mang lời hát theo bao yêu thương để tìm quê thiên tha, tìm quê ấm lên để xoa dịu bao ung dung đời. Gió bay đi muôn phương mang lời hát theo bao yêu thương để tìm quê thiên tha, tìm quê ấm lên để xoa dịu bao ung dung đời. Tìm quê ấm lên để xoa dịu bao ung dung.